tại thì mình đang thực hiện kỹ thuật làm căng bóng này và điều trị lám mảng tàn nhang cho một bạn khách hàng nhé, với công nghệ lám đa tầng, phân giải sắc tố lám đa tầng của Phan Green nhé. Đây là công nghệ lám hướng đích cả nhà mình ạ. Với công nghệ này thì khách hàng sau khi làm kỹ thuật cũng vẫn cứ đi làm bình thường, sinh hoạt bình thường mà không cần phải nghỉ dưỡng gì cả. Với công nghệ này thì khách hàng sau khi làm, sau khi trải nghiệm sẽ không sưng nhá cả nhà nhá, không sưng, không đỏ và cũng không bị bong trong suốt quá trình làm đó, khách không có bị ảnh hưởng quá nhiều. Hiện tại trên thị trường bây giờ ấy thì rất là nhiều công nghệ, nhưng mà bên Thu Hiền Spa thì luôn cập nhật những công nghệ mới nhất, những công nghệ mới nhất và ưu việt nhất để giúp cho các chị em làm đẹp một cách thực sự là rất là thoải mái mà không có lo là mình xấu hay mình đau trong quá trình mình làm nhé cả nhà mình. Đó. Đây là lọ tinh chất, đây là cặp đôi hủy lám của bên nhà Phan An Green này. Cái liệu trình để điều trị lám và làm căng bóng da này nó rất là đơn giản, chỉ cần một cặp đôi này thôi à, kết hợp với lại một bộ Lena Hồng Yến và các tình yêu nhà mình sử dụng viên uống nội tiết trắng da lai tia bên trong, chi phí không quá cao đâu ạ. Như bạn khách hàng này của mình ấy thì là da của bạn có tàn nhang và có chút lám nắng, thì em Hiền chỉ cần một cặp này thôi và một bộ này kết hợp với lại mình hai hộp viên uống nội tiết trắng da lai beauty là sau chừng 30 ngày là bạn đã có một làn da rất là đẹp rồi các tình yêu nhà mình ạ. Đây là một cái phương pháp làm đẹp nó thực sự nó rất là ưu việt đấy, giảm thiểu cái tình trạng sưng đỏ bong chóc mà trước đây những kỹ thuật cũ mà spa đang ứng dụng đó. Với cái phương pháp này thì thực sự là khách hàng rất là thoải mái. Mình có dùng một cái phương pháp để dẫn tinh chất vào bên trong, đó là phương pháp phi kim để dẫn tinh chất vào bên trong, không cần ủ tê nhé cả nhà mình nha, thì nó không xâm lấn đó. Thế nên là nó sẽ thẩm thấu và rất là sâu. Với tinh chất này thì có ứng dụng công nghệ nano hướng đích, công nghệ nano màng sinh học hướng đích, nên là sản phẩm sẽ khi đi vào trong da nó sẽ tìm đến tất cả các cái chân nám, những cái đốm sắc tố để hỗ trợ phân hủy sắc tố lám và đào thải ra ngoài nhé, rất là tuyệt vời luôn ạ. Còn đây là lọ phục hồi, sau khi mà chúng ta đưa tinh chất vào thì chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm này để phục hồi làm căng bóng da, nên là sau cái liệu trình áng chừng khoảng chừng 20 ngày thôi cả nhà mình nhé, thì là các bạn đã có một cái làn da trắng sáng và căng bóng da và rất là tuyệt vời luôn, không cần nghỉ dưỡng nha, không nghỉ dưỡng đợi em Hiền lấy cắm điện ha. Hello 2000 người đang xem trên Facebook Phạm Hiền nhé. Các chị em nhà mình da của ai mà không có nhiều lám, không quá xấu ấy, không cần phải làm đến kỹ thuật, thì các tình yêu nhà mình chỉ cần bôi lọ tinh chất số 2 này cho em Hiền. Đây là tinh chất phục hồi da, làm dày da và làm căng bóng da nhá. Và sau đó là các bạn bôi cùng với lại bộ Lena Hồng Yến. Bên trong thì các bạn nên, tốt nhất là các bạn nên uống từ bên trong và làm đẹp bên ngoài thì hiệu quả của nó sẽ rất là cao và rất là nhanh nhé các tình yêu nhà mình nhé. Kỹ thuật thì nó vô cùng là đơn giản thôi ạ. Rất là đơn giản thôi. Em Hiền không có ủ tê cho khách hàng đâu ạ. Các bạn mà ở xa ấy, các bạn ở xa mà muốn trải nghiệm cái công nghệ này vẫn có thể được nhé. Vì nhiều khách hàng thì Hiền cũng không làm, mà các Hiền chỉ có bán sản phẩm cho để cho các bạn bôi thôi. Nhưng mà khi mà các bạn bôi ấy thì là nó cải thiện cũng rất là tốt. Đó. Cải thiện rất là tốt chứ cũng không hẳn là cứ phải làm kỹ thuật. Còn nếu các bạn làm được kỹ thuật để dẫn tinh chất vào trong thì là càng dễ nhé. Các chị em chủ spa mà đang muốn tìm kiếm một sản phẩm, một phác đồ điều trị lám không bong nhé, nghe inbox cho em Hiền nha. Hãy inbox cho em Hiền nha. Phương pháp này cực kỳ là dễ. Trên công ty thì nhận chuyển giao từ có 2 buổi, mỗi một tuần là có 2 buổi nhé cả nhà mình. Đó là vào thứ tư và thứ bảy ạ. Mỗi một tuần có 2 buổi công ty chuyển giao cho các chủ spa ngay tại công ty luôn, một tuần 2 buổi. Được chuyển giao miễn phí phác đồ lám không bong ạ.
Đây là một phác đồ rất là hot, hiện tại đang rất là hot. Tuần nào ở công ty cũng gọi là phun luôn, phun hội trường luôn. Các chủ spa tiến về để học công nghệ rất là đông luôn ạ. Phương pháp thì vô cùng là dễ làm, rất là đơn giản thôi ạ. Chị em nào mà không muốn làm kỹ thuật thì các tình yêu nhà mình inbox cho em Hiền. Em Hiền sẽ hướng dẫn các tình yêu nhà mình bôi nhá. Bôi thôi cũng hiệu quả nha các tình yêu nhà mình nha. Nhưng mà chị em nào mà con lám thì lên làm kỹ thuật thì tinh chất sẽ được dẫn sâu vào trong da hơn đó. Đây là phác đồ lám triệu đô của nhà Phan An đó cả nhà. Hiện tại thì bên Thu Hiền Spa luôn luôn nâng cấp kiến thức và kỹ thuật, luôn luôn cập nhật những cái kỹ thuật mới nhất hiện nay, đang hot hết nhất hiện nay theo đúng xu hướng đó, để về phục vụ các chị em nhà mình làm đẹp luôn ạ. Năm nay là trend của không sưng không bong các tình yêu nhà mình ạ. Năm nay là trend của không sưng không bong, nên các chị em nào vẫn đang làm sưng bong, mong muốn tìm một phác đồ không sưng không bong thì inbox ngay cho em Hiền nha. Nếu mà mình quan tâm về mảng chăm sóc và làm đẹp về da thì hãy inbox cho em Hiền nhé. Có thể comment em Hiền sẽ vào gọi điện thoại hoặc là nhắn tin lại cho các bạn ạ. Hiện tại về phương pháp không bong ấy thì bên em Hiền hiện tại là đang có hai công nghệ nhé cả nhà mình. Và em Hiền đang thực hiện công nghệ của nhà Phan An, công nghệ lám đa tầng sắc tố, phác đồ lám triệu đô của nhà Phan An đó. Với phác đồ này thì khách hàng không có lo là sưng đỏ và bong xấu trong quá trình điều trị đâu ạ. Và sau 30 ngày là đã có một làn da căng bóng và trắng sáng rồi. Hiện tại em Hiền đang làm dẫn tinh chất lám không bong của bên nhà Phan An vào trong da cho bạn gái ạ. Và em Hiền không hề ủ tê trên làn da của bạn luôn đó, nên là nó không có đau, mà không có đau luôn nha. Da chỉ hơi hồng hồng lên một chút xíu thôi cả nhà, và một chốc nữa là nó trở về bình thường luôn. Cái này là các hoạt chất này luôn. Cái này sử dụng các hoạt chất luôn.
quẹt đi, quẹt nó sẽ lon lên. Tăng sắc tố và lá mảng tàn nhang vô cùng hiệu quả luôn. Với phương pháp này thì hiệu quả với lại lá mảng tàn nhang nhé cả nhà mình nhé, đôi môi lá mảng tàn nhang tăng sắc tố này, và có thể cứu các làn da đi bắn laser hoặc là bị lỗi hỏng nhé. Nói chung là nó không có bong chóc gì nên là cũng không có lo nó có nhiều biến chứng. Bên nhà em Hiền có nhiều công nghệ lắm các tình yêu ạ. Hello 5.000 người đang xem trên Facebook Phạm Hiền nhá. Hello em Phạm Nhàn nhá. Phạm Nhàn em thích làm công nghệ gì giờ chị đều có công nghệ đấy luôn. Bây giờ thì các cái công nghệ xưng bong như ngày xưa ấy thì là người ta ít ứng dụng hơn rồi, và đã chuyển sang những phác đồ là không sưng, không đỏ, không bong. Hiện tại thì chị Hiền đang ứng dụng phác đồ lãm triệu đô của nhà Phan An đấy em Nhàn ạ. Phương pháp này cũng không hề bong nhé, không sưng, không bong trong quá trình điều trị, không xấu. Làm xong khách như không luôn. Đi làm rồi là đi chơi cỗ bàn bình thường, không có ảnh hưởng gì về dung nhan hết ấy. Nhàn bao giờ về qua chị làm cho nha. Ngoài ra thì em Hiền còn có thêm một cái phác đồ nữa, đó là phác đồ tiêu rút nám sau 1 giờ. Đó, thì nó tùy theo vào tiềm năng kinh tế của mỗi khách hàng. Có thể chi phí đến đâu phù hợp với phác đồ nào thì em Hiền sẽ hỗ trợ làm cho các tình yêu cái phác đồ đó. Nhà này tháng mấy em về? Tháng mấy Nhàn về? Hiện đang dẫn tinh chất lám số 1 của phác đồ lám triệu đô vào trong da cho bạn gái, và không hề ủ tê cho làn da này đâu các bạn. Đi kim không xâm lấn mà không có chảy máu hay gì hết. Không chảy máu, không sưng, đỏ, bong chóc nha. Gần Tết chị, ok em. Nói chung là có phác đồ này thì có đến Tết về làm cũng chẳng lo là mình xấu đâu em ạ. Làm xong có, nếu như mà mình muốn đẹp luôn thì mình làm phác đồ tiêu rút nám sau 1 giờ, căng bóng và tiêu rút luôn. Thì chi phí hơi cao một chút xíu. Tính ra thì nó cũng ngang ngửa thôi mà. Quan trọng là hiệu quả. Thank you.
đấy luôn. Dưới cái đấy hộp đỏ con hoa tôi được một cái. Tâm mà. Tâm sẽ răng mà. Có mà. Cô lấy ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đón được. Hả? Tí nữa con làm mà chưa xong thì bố đón được con đấy. Giờ mới 4 giờ. Đúng. Hello, hello, 2000 người đang xem trên Facebook Phạm Hiền nhá. Các tình yêu nhà mình đi làm về chưa? Hiện tại em Hiền đang thực hiện phác đồ làm triệu đô của nhà Phan An cho bạn gái đây. Với phương pháp là thực sự rất là đơn giản. Cái công nghệ này thì nó sẽ hỗ trợ là gì ạ? Các tinh chất ở trong sản phẩm sẽ đi sâu vào trong làn da của chúng ta theo ứng dụng công nghệ nano hướng đích. Nên là các siêu phân tử ở trong sản phẩm sẽ len lỏi vào trong tế bào da của chúng ta và hỗ trợ phân giải sắc tố da rất là tuyệt vời luôn. Đi thẳng trực tiếp đến những vùng có lám, những đốm sắc tố để phá hủy sắc tố. Đặc biệt là với cái phác đồ này thì không sưng nhé, không sưng, không bong, không xấu trong quá trình mình làm nha. Em hiện đang làm kỹ thuật dẫn tinh chất vào trong da đây ạ. Không xâm lấn nhé, không xâm lấn ạ. Thank you.
Hello bạn Nguyễn Hoa nhá, hello Hạnh Trần, hello tất cả các tình yêu nha. Mãi làm quá quên không ngó qua để chào mọi người này. Đó, cả nhà thấy không ạ? Không hề sưng, không đau đớn thì không có chảy máu gì hết. Xin chào bạn Hoàng Vĩnh nha. Tình yêu làm ở gần quán Thu Hiền Spa à, Hiền thì gần trường mầm non Hoàng Tân, Chí Linh, Hải Dương nhé. Thì qua Thu Hiền Spa làm đẹp nhé. Hiện tại thì em Hiền đang thực hiện phác đồ lám không bong cho bạn gái. Với phác đồ này thì sẽ hỗ trợ là phân hủy nám mảng, tàn nhang, rồi mồi. Và hỗ trợ làm căng bóng da rất là tốt luôn nha. Sản phẩm đó là Hiền đang sử dụng cặp đôi lám triệu đô của bên nhà Phan An Green, kết hợp với lại bộ dưỡng DNA, bộ dưỡng kem dưỡng tế bào gốc DNA Hoàng Yến nhé. Xin chào Hoàng Vinh ạ. Bên trong thì các bạn uống thêm viên uống nội tiết trắng da Light Beauty là ok ạ. Phác đồ này thì các bạn sẽ không xấu, không sưng đỏ và không bong trong suốt quá trình mình làm luôn ạ. Cảm ơn chị Vinh nhá. Khá là muộn rồi, em Hiền kết thúc livestream nhá. Em khách xinh đẹp nhìn quen quá. Vâng ạ. Cảm ơn cả nhà mình nha.